Bà có nói gì không? Nói gì không? Cắt nha. Đúng rồi, cắt máy đi. Phải bán hàng. Phải bán hàng, không nói chuyện nữa. Trứng chim biên mọi người ơi, ủng hộ cho gì của em trứng chim biên. Tiêm tiêm quá chất tiêm phẩm màu vô. Chúng mày là... mà lúc này quay vừa quả mày có ngày ta bóp cặt mày ta hãm mày đó. Trứng gì? Đậu nó. Trời gì chứ? Tao hãm mày hơn chừng luôn hả ghê ạ? Ừ. Làm thử rồi chứ. Cặt lắm. Thôi chứ có gì nói ông nói đi chứ. Hôm nay sao buôn bán thế nào? Đồn tuần ấy đồ em bán đắt nha, 40 bắt thảo, 60 trứng vịt, 50 nha. Đồn tuần là mít nha, mít 140, mứt me hụt lụ nha, 160, củ kiệu nha, bánh két thịt trùng nha. Ủa sao vậy sao? Củ kiệu nước mau nha. Sao mà nó bán mà nó bắt gì ra là sao đúng không? Có liền cà phê, hoa hồng gì đó. Dạ, dán trà để cho mình áp phê là Kim Cửu Long chiều nay gửi tiền cho bà đó. Ôi, nữa. Hẹn dài, có hẹn bà. Đi quá, mắc dịch quá. Chuyển tiền rồi. Chuyển nào? Chuyển qua bên gà rồi. Có không? Hồi nãy anh thấy lúc con giữ điện thoại anh thấy. Mày chào quá. Chị chất. Bán cái bà bán cái. Chị chất, dùm con này chị chất. Con có bồi là con nói con gạt chị chất không? Con lừa đảo không đúng không? Đã còn bao chầu nước còn tôi nữa đó nha, bà đừng giỡn mặt nha. À, hôm qua 100.000 tiền cà phê đồ là con đưa của chủ anh mỹ nữ ba bộ người con đưa rồi nha. Hết rồi, bây giờ chỉ còn mở người một ly nước thôi, đừng có nói gì với tao. Là mỗi người còn ly nước thôi không gì sao? Rồi đã một ly 2 ly rồi, còn chất ly nữa là xong. Đưa cái chai nước đó qua đây người ơi, chất. Cái chai nước gì chứ? Không có đâu mà. Trời ơi, cảm ơn. Trời ơi, chức cảm ơn nha cả nhà. Cảm ơn gì chức nha. Có đâu, cũng ngâm trần đó. Con biết nha, con biết nha. Ôi. Trứng đi, 40 trứng đi, ấy quá trứng ơi. Bữa nay anh Hưng anh bị đi bố thí Việt Kiều nghèo đi. Anh Hưng bữa ai dính chắc đi ăn hủ với Lâm Giang, bữa nay dính xương trả lại. Còn con hủ với Lâm Giang là còn hai chai nước hột é nữa hả? Trời ơi, xương này nặng quá. Ờ chứ không chả có chục ngàn. Mày toàn là thiếu tiền tao đó. Không có đâu, thôi giờ chả có chục ngàn vô chức nào thì hủ tiếu sáng nào mới không dính xương nữa, mệt lắm. Trứng đi, bự lắm nè, trứng đi. Trời ơi, chị quay bán trứng cho mọi người. Phát chưa? Hả? Phát hết chưa? Chưa, để tối qua chậu qua hầu kỹ phát đi. Tối nay tao đi phát, phát cái bánh trứng đi. Tao ra trong tàu rồi, mày có biết. Nói chung ấy, chứ chỉ biết bán lấy tiền thôi, còn cái chuyện từ thiện rồi để đi vòng ngoài giải quyết. Chị chức phát không có tâm. Bạn là phát cho khí không phát cho có không à? Kệ đi, ai lấy làm cướp vô duyên. Ủa nhưng mà mấy tao người này khí cho khỏe. Ủa nhưng mà mấy người này rồi, mấy người này có điều kiện rồi. Mày với này không bốn khí, hai anh bay cùng chứng giấy không? Ờ đúng rồi, mình xem lại mình đi rồi mình nói. Ờ chứ có bốn khí chứ bỏ cái đi. 135 trứng này mình mua sao? À kính lô quý vị mọi người ơi, hôm nay chức em bố thí trứng này nha mọi người. Số lượng 200 mấy trứng là sẽ giết em số 4 cho bố thí nha. Có ai muốn lấy trứng thì lại đây. 135 trứng, 235 trứng hay chưa? 135 trứng nha mọi người ơi. Bây giờ có ai muốn lấy từ thiện thì lại gặp gì em nha. Mày chơi bà 60 bắt khảo đi. Trời. Của mày mà. Có đâu. Mà gì chứ cứ cho bình thường vui vẻ mà con. Mày giỡn đi. Bà im đi. Cầm đi bà khùng hả? Không trời ơi, tối nay tôi bán chốt cứ có được cái mua hoài vậy. Quậy quá giờ quậy luôn. Trời 60 bắt thảo đi. Bỏ ra 60.000. À đúng rồi, hôm qua bà kia bà mua 100 trứng, hộp thịt muối với hộp thịt bắt thảo luôn. Được lấy. Rồi tối chất nha. Bà lấy hết trời, giờ bà cứng rồi thịt muối tôi nữa hả? Cái đó người ta chơi tôi. Thì bây giờ mày muốn cho bà xá thì mày lấy đó mà cho. Ok chơi chưa luôn. Chơi luôn. Đó, vậy đi, bà khỏi kêu ai cho. Trời ơi, bữa nay bỏ luôn hả? Rồi, còn con đâu, cho con mỗi thứ 5 trứng đi. Rồi, má, mày cho tao bịt mất đi. Để công an vô về chứ. Hình sự tới thì sớt kết kệ nó, bắt xe mà. Ủa, đó, bà đi chơi cả nhà ơi. Hôm qua 2 trứng đang đi. Trời ơi, con á. Căng quá. Rồi, con lấy chục trứng của nhà chứ. Lên ký quà đó. Để bắt xe hơi về. Rồi, xe đỏ dính rồi, rồi, xe đỏ dính rồi. Không, là bắt xe hơi đó. Bắt xe hơi. Bắt xe hơi kìa, bắt xe hơi kìa, hai chiếc kìa, rồi dính dưỡng rồi, xong rồi. Đi đâu, đi không? Không có đi
đi, chiếc kia đi, chiếc kia đi, nó thoát rồi. Còn chiếc này chiếc kia lậu rồi. Má Thảo mà không ăn được túi rồi. Rồi xong. Xe hơi. Mẹ cảm ơn chiếc xe em à. Ủa con đâu thì dớt à, con 10 trứng cái gì Sơn? Con 10 trứng nữa. Hết dụng rồi. Thôi con lấy 5 trứng bích thảo, 5 trứng muối rồi. Người ta tài trợ cho trong trứng vịt muối. Cho gì chứ. Mày bỏ uống kẹo ra đi, bỏ lòng kính cho tụi bay ăn vô uống kẹo. Rồi trời ơi. Nè sao không cho Yến nè. Yến ăn không? Cho Yến luôn. Giờ khổ cho hết á. Cho 20 đi kìa. Rồi chơi luôn. Rồi chơi luôn. Rồi nhiêu 20 gì? Bách Thảo hay muối? Bách Thảo. Bách Thảo. Anh kiếm rồi, em hả anh? Đúng rồi, Bách Thảo. Anh chơi ơi, luôn. Kiếm em mua trứng không? Đi hoài vậy. 20 Bách Thảo. Rồi chơi luôn. Chắc là tao ngã xuống đây nha. Chơi luôn. Trời ơi, mày chích mạnh luôn rồi, chị Yến ơi. Không đi nè. Tự gì chích, mày sao lượng má cho nó. Tự gì chích, biết là ngày mai mốt có chỗ đô rồi. Trời ơi. Mày mốt có 100 đô luôn. Trời ơi, vô luôn. Rồi, 20 trứng mà đổi lấy 100 đô, quá lời. Nó khỏe, đi chờ tết. Trời ơi, quá lời luôn. Trời kẹo thì thơm rồi nha. Khổ lắm rồi. Trời ơi, 20 trứng mà lấy 100 đô, trời ơi. Diễn ơi, kèo này thơm quá Diễn ơi, chắc em lấy 20 trứng trứng vịt em đỡ 100 đô được Diễn. Ê, đang chụp cái bảng cấm á, chụp cái bảng cấm trước rồi mới rồi lại nó bảng cấm á. Hỏi giận kẹo vui vui vẻ nhộng nhiều cho không có trà bông tắm gì trời. Có bảng cấm á để dễ dễ xử á, dễ lắm. Hả bà Trưng, bạn dám mua mấy cái trà bông tắm coi. Nó không ngọt. Trời kèo thơm, kèo thơm. Kèo thơm, kèo thơm. 20 trứng Bách Thảo đổi lấy 100 đô. Trời ơi. Đèn này quá thơm mọi người ơi. Chắc mình chơi tới luôn á. Được rồi, luôn rồi chứ. Nè. Đó. Nè, thiệt luôn à, Chiến ơi, thiệt luôn kìa. Ờ, Chiến cảm ơn chất nha. Cảm ơn Yến nha. Cảm ơn Yến. Cảm ơn Yến nha. Cảm ơn nha, em bổn nha. Cảm ơn trước luôn. Gần hết vốn rồi nha. Trời ơi, hồng lại trông anh vốn. Vốn rồi. Đây là ta tài trợ ngày hôm qua chất á, 200 trứng. Trời. Đã hả? Cái nào có người ta chở cho vậy? Ta tài trợ chích 200 trứng giờ. Ủa mày gói cho ai chỉ vậy? Đó. Nó có 10 trứng rồi à. Bây giờ phải 10 trứng nữa là 20, đúng 20 trứng luôn. Tại tổng cộng 30 trứng. Đó, 30 trứng đó. Đó, ok chị, luôn. Chị Chiến cảm ơn chị Chiến nè. Cảm ơn nha, đừng quên từng đô. Khổ lắm Tết có nơi vậy. Rồi 20 trứng đi cho đi đây đi chờ tết. Rồi 20 trứng có 120.000 thôi giờ thì 6 thì 7. Thì đó này là thả té bắt luôn. Lấy 100 đô rồi. Thằng té bắt tôm đúng tôm to luôn, tôm mày tôm hùm luôn á. Mấy tôm mày tôm tích nữa. Chị Chiến đó, trời công nhận mà đúng luôn mà ghê quá ha. Rồi tôm tích luôn, tôm mày tôm. Bà lột gì của tôi bà ăn vậy? Bà lấy gì vậy? Bà lấy gì của tôi vậy? Chuẩn bị mà bà ăn à. Cũng 10.000 nước bà đâu à. Sáng bắt ba qua mình nó ăn còn kêu bông chai nữa. Ôi ghê vậy. Bông ai? Bông ai? Bông nhiều. Bông chú nhiều hả? Ôi chú nhiều đi mua giùm rồi chú nhiều chứ tới bao đúng rồi. Đúng rồi. Đáng dở mà cái nỗi ngừng bao vàng à, tăng chặt tô luôn. Ghê qua gặp ốt gừ quá trời luôn. Trời. Nó bao có 30.000 tôm bạn rồi con mày nghĩ sao? Mẹ không đâu có ngon ăn có cái kiểu như cái gì chứ. Ôi trời mẹ đi. Tiêu quá chấm muối tiêu cho nó đỡ. Ừ, sống được. Giờ mày nghe là tao mua dưa món của anh Toàn, bây giờ mày đổ ra gì á. Ai bị dùng tiền mua hàng gài. Rõ với hàng gài. Ai bị hùng mua. Ai không phải giống đây nè. Cháu ơi, dì giao cho con mấy bữa nay rồi, giờ con tặng cái gì hột cú kiệu đi để ăn Bách Thảo. Ờ, để ăn Bách Thảo. Đủ má đội hoài, tao không có bắt máy đâu mấy lần. Ai gọi vậy? Ai biết ai, tao kêu biết sao mày biết. Nhất, cú kiệu nhất. Con kiệu ngon đi. Quảng cáo cho con đi chứ. Quảng cáo đi học cú kiệu. Mày cho hủ đi, về gì ăn gì quảng cáo. Đúng rồi, hay ơi. Quá gì ơi. Hôm qua con về con bị mất một hũ cú kiệu mà con chưa mất nói. Mất cái lồng què đủ quá ai ăn của mày. Ai biết gì chứ giấu rồi à. Giấu. Chức nhanh tay lại chân lắm. Giống như là em giá gì mà bả nói thôi chứ cũng là một bé nha. Cũng đủ hướng nước đó đó. Trời ơi, cú kiệu lấy của cháu khó quá chứ hàng. Chiều nay khỏi ra bán rồi chứ. Chiều nay con bán nó con để trên xe con không để đây nữa. Thôi cho gì Yến cũng kiệu đi. Gì?
ok. Mai bà đưa con sao quá vậy đi giờ. Thì chức là không có cho, chức hay quậy quá. Cho bà Yến Vũ ngày cụ kẹo đi mất canh. Rồi gì chứ, tặng cho chị Yến Vũ mà không tặng cho gì chứ. Mà sao cháu rể vậy hả? Đéo quảng cáo cho nó. Đéo quảng cáo luôn đúng không? Giờ nó dẹp nó quăng bên luôn. Hôm qua đứng. Rồi con nói chuyện ra, con ra đứng mắt luôn á. Mấy chứ mới bán được mày chứ giờ nói gì. Hôm qua lớn sừng hai bàn lại quế quê. Còn trứng cái hụt nữa. Hết rồi, hết rồi. Qua bán hết rồi. Thì hết cho bảo đó. Chứ em hết chứ em có bán hết đâu. 9 giờ sáng chạy nha, thấy còn à có là ngồi lúc nói chung là để soạn trứng lại rồi dự chuyện thôi chắc thôi. Hôm qua cũng có hai anh chị pha lên của Đức chạy xuống ngồi chơi mua 5 kg khô này với 2 tập mua 5 kg khô anh trần bộ nè cũng bộ khô anh ơi trần với lập xưởng đồ giữ ngồi tới 9 giờ luôn rồi chứ rồi vô giờ chính đi chỗ thằng đó ở đâu mà biết tao vậy chứ hỏi 9 giờ mày có tiền ủa có tiền không đó lấy xì trời ơi được 2 xị lì xì luôn cà phê luôn 2 triệu ủa 2 triệu luôn hả trời ơi ghê vậy lên ký quà đó lấy ba mày mấy má mày hả 2 triệu cái gì nữa ôi là trời cảm ơn hả trời đó gì đó chứ em cũng để cho chị gì em tặng cái gì em cũng có kiểu để ăn bắp thảo đi không để em gần tết em tặng đi chứ giờ trời ơi trên trứng tôi giấu dưới đây vậy trời ơi ôi trứng bỏ bán trứng bởi cả nhà ơi để bán giống cho nó bồi thường trời ơi bởi luôn rồi dơ không đâu có bể đâu nó bể cái vỏ rồi nó bể vỏ rồi bể cái vỏ cũng mà bởi lòi thịt ra là ai mà mua nữa cho tao cà củ kiệu đi thôi gần tết tôi mới tặng thôi chứ giờ chứ chắc mua hổ mấy cặp đi chứ giờ ủa giờ ai còn ăn liền kêu kêu đi từng tết giờ đòi nữa kết chứ đòi nữa thì sao ủa bẻ bẻ chứ ôi ôi bẻ bẻ cho mày ngay chứ bây giờ này nó dơ nè bẻ cho mày ngay ủa bán trứng mà bỏ cho cầm lum mới trời giờ cắt bỏ đi đâu cắt bỏ ủa giúp cũng cho trứng rồi hôm qua là ai ủng hộ anh Thanh Nguyễn ủng hộ 50 trứng để phát cho bà con. Ủa còn anh Tân Nguyễn rồi sao? Anh Tân Nguyễn nói là trứng ủng hộ này là 100 trứng là cho tặng cho mọi người, còn lại số còn lại thì là em muốn em giải quyết sao giải quyết á. À còn 100 trứng em à. Còn 150. Rồi chiều nay đi tối nay đi phát. Hả phát cần hết tại cậu rồi. Thôi đừng sợ nha, còn nằm đây nha. Rồi không đâu. Chưa phát. À bên đây là trứng là để dành từ thiện đó hay sao? Còn này trứng này hết đóng quá hả? Có sao chứ? Trời ơi, hết đống bà đưa cô 500 với này còn nhiêu. Trời ơi, đỉnh ghê quá vậy. Ôi mọi người ơi. Đưa chị Mốt cho nó. Mà chị Mốt có bị xe không? Chú Bích Thảo là chú Bích Thảo chú muối đi riêng nha, chú Bích Thảo chú muối là chất bán á. Có chất bán. Hôm qua con đưa 1 triệu. Mà đòi cho nhiều cái chất. Dạ dịch muối cô này là cũng tổng còn nhiêu. 130 trứng lạc, 135 trứng lạc. Với còn dịch muối, còn dịch Bích Thảo của mày là của mày đó. Ủa gì dân của con quét từ thiện rồi để riêng đi mất công có gì chứ. Sợ mất công. Ờ chứ hiểu lầm chứ. Không có ba nhỏ mà. Không. Không giờ chị để bên bà. Ờ đừng có vậy để bên bà bên kia đi. Ba bự. Ba bự rồi. À kính thưa quý vị nha. Chứ của em sao hôm qua buôn bán sao mà tiền bạc mất hết giờ còn có nhiêu đây trứng để buôn bán là mọi người hết vốn rồi nha mọi người. Không biết sao chắc lấy tiền cho trai ăn quá hay sao á. Trời báo tính sao tâm hiểu tự nhiên trứng ta hết mà tiền cũng hết luôn. Ơi tiền hết là bậy nha, không có gì chức vô 2 triệu mốt bên anh gà đưa gì chức 1 triệu mốt bên con đưa gì chức 1 triệu đâu. Là 2 triệu mốt đưa chức rồi. Đúng không? Không có gì chức không có ra đồng nào. Chưa nói với cái chị gì lại mua hai người lại mua nữa. Cầm về nữa đâu. Cầm đem về nữa đâu giúp tiền gì chức về túi mày chức giờ hỏi đâu có ai. Bóp tao giúp trời. Đó giờ bắt đầu rồi, chức là đứng cấn một tiền bạc cho mọi người. Nhét vô. Đúng rồi, nhét vô không à. Mày bán trứng của người ta mà. Trời ơi, mất chuyện gì cuối luôn, kêu hết tiền. Trời ơi, một cọc lắm mọi người. Trời ơi. Có tiền đô luôn nha. Có tiền đô luôn kìa. Trời ơi, vậy mà la hết vốn, trời ơi. Có tài chức thiệt. Xuân điếm gì cho bà đi. Thôi, để nó lấy mày, không, chị chức sợ lắm. Chưa. Nhưng mà nó đưa cho ta đi. Nè đếm nè 2 xị nè trước mắt là thấy 4-5 xị nữa có cờ 5 xị nó là 1 triệu bạc rồi đó 2 xị 4 xị 5 xị 2 cờ 5 xị cờ 200 nữa là 7 xị triệu rồi đó 5 xị rồi đứa má chồng xếp lại giùm đi đứa má chồng xếp lại giùm là bán trứng này là còn nhiêu
bán trứng muối với này là cũng cộng nhiều. Bỏ đường vậy cho má chồng trời, sắp đây còn 1 triệu nè đó. Rồi được đến lấy chứ. Không có đâu, chưa bán hết. Cho ta đi. Còn cũng tập đó nữa. Sao mày kỳ quá này, ta đi phá con ngoài đường mà sao mày ngộ ghê vậy? Mày lấy trứng mà cho đi. Bực bội mày. Chỉ biết lấy tiền đó mà cũng hỏi ra các mắt rưng. Kỳ cục. Ôi, chắc đang đếm tiền nha cả nhà. Ê về. Là được nhiêu? Chưa má, chưa biết. Hồi nãy được nhiêu rồi, 1 triệu mốt không? 1 triệu rồi. Mà sao ít gì rồi. Còn nhiêu đó vậy? 1 triệu rưỡi nè, đâu có đóng qua tầm 50 với 200 cái ra qua trời sân đây là 1 triệu, 1 triệu rưỡi rồi đó. Có 5 xị rồi đó. Ờ, ngoài đưa qua chơi sân luôn, 5 xị qua chơi sân đi. Rồi, sân xếp giùm. Xếp giùm cho. Đó, 5 xị đưa qua thì chết, 5 xị đưa qua. Đưa bả 1 triệu rưỡi rồi. Dạ, bả 5 triệu rồi. À, à, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi, xỉn rồi rồi. Ôi. Chừng nó giữ tiền nó 20, có 2 lộn, bà 20, có 500, nó 6 bị. Ủa bậy rồi đó. Đó chức đang kiểm tiền lại nha. Ủa sao còn có 1.6 triệu vậy, 1.6 triệu mấy à? Cho gì mà cho 1.6 triệu gờ 50 luôn á. Coi cái sắp tiền chứ không lại á, muốn trong có lọt lọt mấy tờ 200 không? Tờ 500 không? Không thấy không? Có lọt thì khỏe không à. Nó ăn nó cho đâu. Ờ ăn xài nữa, sáng giờ ăn xài cho nữa. Đưa về sân á 1.5 triệu, xong mua trứng là 999.000. Đây là 100. À, có tiền mua trứng nữa, kêu trứng nữa. À, kêu trứng nữa. Vớt dưới cẳng này sao? Nó có cái dưới cẳng không? Nghe rớt dưới cẳng là 2 tờ nữa rồi, sao rồi? 2 tờ 20 nữa kìa. Chỉ chừng với dưới ghế sớt, dưới ghế chứ. Dưới ghế, dưới ghế, dưới ghế, dưới ghế, dưới ghế. 2 tờ luôn rồi sao? Sao? Có người cay drama còn gì chứ kìa, thản nhiên đếm tiền vui vẻ nha, sống qua ngày yêu qua đời nha. Ba bốn năm sáu sáu xị bảy xị này bảy chục thôi, cứ như bảy xị luôn đi, nó kính luôn nguyên lẻ nè, lần 1.7 triệu, lần 1.7 triệu xuống về đó đó, xuống về trên kìa. Ôi xe điện mà, xe bên điện lực. Xe bên điện lực. Ôi như cái áo này là áo cũ qua giờ chưa cắm nè. Đúng rồi, sáng giờ chắc có tiền lấy trứng này chứ. Đưa tiền lấy trứng đó đủ rồi, dư rồi. Quá trời luôn nha, rồi. Để cho rồi, giờ vốn chứ không có mất nha mọi người. Vẫn còn lại 1.7 triệu nha mọi người. Ở đấy là nói chết bận bộ đồ này nha, không có lái giờ không thay. Giặt rồi sáng nè. Này thì giặt rồi. Lá này còn như đây rồi, vịt muối với vịt lộn còn, phải không?